Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm đó chính là cái măng nick đề Hay chúng ta có thể thường gọi thông dụng là cái bánh răng đề của xe Hyundai Buster 2 2007 máy điện à, Dòng sản phẩm là được sản xuất bởi hãng Mido của Hàn Quốc Mido Autobahn. À, Với cái bánh răng đề của con này thì nó sẽ rơi vào là 24... 246... 8 10 10 răng. Đây. Đây chính là cái phần để lai bánh răng để nó ăn khớp với động cơ khi mà chúng ta bật củ đề thì nó sẽ là xoay vòng này. Đó. Đây là phần phía trong nhé anh em nhé Đây là phần phía trong để nó khớp vào trong cái phần lõi đề. Đó. À, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái chi tiết phụ kiện của cái củ đề của Hyundai Motor 2 đó chính là mang nick đề hay còn gọi là bánh răng đề cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp em xin chào